Con muốn đi lên chung với mẹ không? Để coi cái bài toán là gì không? Đi, lên coi bài toán là gì đi. Coi bài toán thôi. Mẹ Thảo Trang chỉ có 5 giây để giải toán và sau đó trượt xuống, đọc đáp án cho Super V nhé. Trời ơi! Mẹ nhớ nha. Nói càng đi lên là 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, để tôi thời gian tính kết thúc. Ok. Khoan cái đã, để con làm cái này. Cho xuống phòng vi lấy một cái chừa cái thòng chừa xuống với mẹ Thảo Trang luôn. Rồi con đứng ở đó nha. Mình đứng ở đây cổ vũ cho mẹ Thảo Trang nha. Ok, xuống phòng vi. Cố lên mẹ. Ba. Mẹ, xuống phòng vi kêu mẹ cứu kìa. Bây giờ mình ngồi chung ba người, mình đưa Vi xuống được không? Ừ? Đi chung ba người luôn nha, từ đây xuống thấp nè ha. Từ đó xuống rồi kìa. Ừ, từ đây ok. Rồi con qua con ngồi đi. Alex ngồi vô đây trước rồi ôm Vi nè, rồi xong bạn ngồi sau con. Ừ. Cố gắng, rồi từ từ. Mẹ cầm đi. Rồi, mẹ đang giữ nè. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ok, con. Rồi, are you ready? Rồi, con đưa thẳng chân lên đi. Rồi, thẳng chân nha. 1, 2, 3, rồi, đi, go! Trời ơi, sao tạm đi vậy? Lộn rồi. Tôi còn nhớ dễ số nè. Mẹ con nhớ dễ số nè. Alex lộn rồi. 4, 5, 6. Alex không nhớ luôn à? Giờ không nhớ mẹ. Dạ. Bây giờ mẹ nhớ nè. 246 cộng 300 cộng 300 50 57 7. Yeah. 603. Đúng không Vi ơi? Ờ sai. Không biết. Không biết. 2 cộng 3 bằng 1, 2, 3, 4, 5 chứ không phải là 6. Con phải tính từ phía sau lên chứ sao con tính phía trước xuống được. Trời ơi. Chúc mừng mẹ Thảo Trang, đây là đáp án chính xác. Mẹ Thảo Trang được tặng một huy chương vì đã vượt qua được thử thách. Kê mẹ. Mẹ làm như vậy nè. Rồi, ok. Chúc mừng mẹ Thảo Trang. Mẹ siêu nhân. Khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giang Văn Show. Từ ngày 16 tháng 3, 2024.